Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hà Cổ Channel. Trong tập trước thì mình đã có giới thiệu với cả nhà về khu vực SCBD. Trong tập này thì mình sẽ dẫn các bạn đến khu vực Mega Kuningan, một trong ba cái khu vực tạo thành cái tam giác vàng ở Jakarta cả nhà. Cùng đi theo mình nhé. Đi thôi. Xét về độ đẳng cấp thì Mega Kuningan cũng không thua kém gì SCBD cả nhà ha. Nếu như mà bạn nào mà chưa xem video về SCBD thì mình sẽ để link bên trên ha. Còn đây là tòa Đại sứ quán Trung Quốc ở Indonesia các bạn. Còn cái khu này có tên là One Satrio. Những căn nhà này có hai mặt tiền lận. Ở bên trong còn rất là rộng luôn á các bạn. Một cái khu ăn uống, vui chơi, giải trí. Rồi có cả công viên ở bên trong nữa. Lần tới mình sẽ quay cho các bạn nha. Thank you.
Còn đây là tòa đại sứ quán Qatar nha cả nhà. Có một điều khá là đáng chú ý ở Mega Kuningan đó là có khá nhiều tòa đại sứ quán đặt trụ sở tại khu vực này á các bạn. Cái mà mình đang đi ngang qua đây là tòa đại sứ quán của Thái Lan nè. Cũng chia sẻ thêm với cả nhà, ngoài những doanh nghiệp trong nước ra, nơi đây cũng tập trung rất là nhiều công ty tập đoàn tài chính quốc tế. Tạo nên cái môi trường xung quanh đây á, là một cái môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, rất là năng động luôn á các bạn. Đi vòng quanh khu vực Mega Kuningan của mình đến đây là hết rồi. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bye bye.